chào các bạn. Ngày hôm nay mời các bạn cùng đồng hành với mình để chúng ta cùng tham dự lễ hội Nghinh Ông Nam Hải Dàm Láng thuộc thị trấn Dàm Láng, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang vào sáng ngày hôm nay, ngày 10 tháng 3 năm 2024 âm lịch. Bây giờ chính là phần lễ đặc biệt, đó chính là đoàn nghi lễ cùng với khách thập phương đang lên tàu Nghinh Ông để ra biển tiến hành phần lễ Nghinh Ông nha các bạn. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi video ngày hôm nay. Bây giờ mình thấy là các tàu hộ tống đoàn Nghinh Ông đang tiến sát tàu Nghinh Ông rồi nha các bạn. Ngay phía trước bạn các bạn, đây là chiếc tàu cá đang tăng tốc và tiến sát tàu Nghinh Ông. Thank you.
Bên đây công an trật tự nhắc nhở các đoàn tàu giữ khoảng cách an toàn nha các bạn. Dần tiến ra xa là kẻ dầm láng hơn nha các bạn. Và các bạn thấy là đằng sau nhiều chiếc tàu càng ngày càng nhiều hơn những chiếc tàu cái đồng hộ tống đoàn vào sáng ngày hôm nay. Bây giờ các tàu đang tăng tốc để theo kịp tàu thứ năm nha các bạn. Một không khí phải nói là rất là vui nhộn, rất là nhộn nhịp, rất là sôi động vào sáng nay các bạn trên biển Dầm Láng, Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Đây bây giờ mình thấy là các tàu hộ tống đoàn Nghi Nông đang tiến sát tàu Nghi Nông rồi nha các bạn. Đây phía trước bạn các bạn, đây là chiếc tàu cá đang tăng tốc và tiến sát tàu Nghi Nông.
Bên đây công an trật tự nhắc nhở các đoàn tàu giữ khoảng cách an toàn nha các bạn.
dần dần tiến ra xa cảng Dàm Láng hơn nha các bạn. Và các bạn thấy là đằng sau nhiều chiếc tàu càng ngày càng nhiều hơn những chiếc tàu ngư dân hộ tống đoàn vào sáng ngày hôm nay. Tầng dưới chụp được đó, hay quá, rất suối nha các bạn. Lính chụp được rồi. Một, hai, ba. Tàu đang tiến rất là gần các bạn, đoàn tàu của một cư dân đang tiến rất là gần tàu của đoàn người nông, vừa tiếp nước xong. Nói chung là phần tiếp nước này là thực hiện cho vui thôi nha các bạn. Thường là trên tàu cũng có chuẩn bị nước uống rồi, nhưng mà thường là cứ thải qua thải lại cho vui vậy thôi.
bên đây cũng có các bạn nãy giờ ngược sáng mình không có quay bên đây được. Giờ mình thấy là hai bên các bạn, hai bên chiếc tàu Nguyên Ông, những đoàn tàu hộ tống đang tiếp cận rất là gần, có lẽ là bây giờ cũng gần tới điểm để có thể là thực hiện phần lễ Nguyên Ông nha các bạn. Thank you.
Đây, bây giờ mình thấy là nhiều tàu đằng sau đang tiến lên các bạn, nhiều chiếc tàu có một bóng rực rỡ như thế này bây giờ đã theo sắp kịp đầu tàu Mỹ Long rồi nha các bạn. Nói cà mau, nói cà mau.
Bây giờ đoàn Nghinh Ông đang tiếp tục tiến ra biển nha các bạn. Và thời tiết ngày hôm nay thì phải nói là rất là tuyệt vời luôn các bạn. Gió nhẹ, nắng tốt, trời có mây nhẹ và các bạn có thể thấy nước biển trong xanh luôn nha các bạn.
Nam cũng xuất ra tới điểm nghìn ông rồi các bạn. Tàu đang chạy dừng lại và mình thấy là những chiếc tàu của ngư dân cũng đang thực hiện phần lễ cúng. Đoạn này là đoạn biển Dàm Láng hướng về thành phố Vũng Tàu các bạn. Phía bên đây là bờ biển Dàm Láng đi về Tân Thanh. Phía các bạn thấy phía bên đằng xa. Bây giờ thì đoàn nghi nông đã đến được địa điểm thực hiện nghi lễ nghi nông.